Dạ rồi, phóng sanh cua rồi, em té thêm 2-3 lần nữa à. Dạ. Thế nên những gì mình biết là không tốt mình đừng làm, sai mình đừng làm, trừ khi mình sống trong cảnh giới của Phật Bồ Tát, mình thích biểu diễn sanh tử khổ hạnh cho người ta coi, mình làm rồi mình thôi, chứ không rảnh đâu làm hoài. Con đường này em đi qua mỗi ngày, nay nó bị xơ xác như vậy, có lỗi của em không mua à? Chắc cũng là lỗi của em. Nhưng mà em đã quay được những cái cảnh đẹp hai bên con đường này rồi, và những chú đom đóm. Dạ, tàn phá cỡ này không còn con đom đóm nào sống được, nó gì bị chết hết rồi. Sau khi em quay được cảnh mấy con đom đóm rồi, họ chào tạm biệt em lần cuối, họ đã xuất hiện rất là nhiều. Để lại hôm nay người ta tàn phá cây cối hết. Dạ. Nhìn về tương lai, không ai ủng hộ em thì rừng này cũng không còn, sẽ là nhà cửa của một ai đó. Dạ. À, quý vị Bồ Tát này thì họ đang sống trong cảnh giới của thần Phật, nên họ chỉ có cúng kiến, hàng ngày họ dâng hương nè, hoa nè, trái cây lên cho các vị Phật, nhưng họ không có phóng sanh đúng pháp. Họ nghĩ là những cái cục tượng vô tri đó là những vị thần Phật sẽ ủng hộ. Dạ. Đôi khi chắc may mắn có một vị thần gì đó bay ngang qua, nghe được lời thỉnh cầu của họ, động lòng trắc ẩn thì giúp họ thôi. Dạ. Nên họ phải làm việc đó mỗi ngày. Còn em phóng sanh đúng pháp, làm ngày nào được lợi ích ngày đó, nhanh chóng. Dạ, con chó rất là dễ thương, cũng bị người ta đập đầu á, lấy cây đập đầu nó đó, tại con này nó đi dữ lắm. Dạ, mọi người rất là từ bi, lòng từ bi của mọi người sẽ được đền đáp vào ngày mọi người rời khỏi thế giới này. Dạ, hay quá hay quá.